Trong video tuần trước của Miền Tây Đi Để Nhớ, chúng ta đã ghé thăm Cồn Long và Cồn Nân, thực hiện một nửa cuộc hành trình đến với Tứ Linh trên dòng sông Tiền. Một nửa hành trình còn lại đến với Cồn Quy và Cồn Phụng sẽ có trong video này. Cồn Quy còn có tên gọi khác là Cồn Cát, thuộc hai xã Tân Thạch và Quế Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, cách trung tâm thị xã Bến Tre 22 km đường sông. Cồn Quy từng được xem là em út nhỏ nhất trong Tứ Linh với diện tích khoảng 65 hectare. Tuy nhiên, diện tích Cồn Quy ngày nay không ngừng mở rộng, nhiều người cho rằng trong tương lai, Cồn Quy sẽ còn lớn hơn cả Cồn Phụng. Điểm độc đáo trên cồn là đến nay vẫn giữ được nét thiên nhiên hoang sơ của vùng đất khai phá chưa lâu. Hầu hết các vườn cây nơi đây có tuổi đời đến hàng chục năm, được trồng thẳng tắp, nhìn rất thông thoáng và đẹp mắt. Điển hình như vườn cây của ông Nguyễn Văn Ba, lão nông xứ Cù Lao 75 tuổi. Bao nhiêu tuổi đời cũng là bấy nhiêu năm ông sống trên Cồn Quy và gắn bó với nghề trồng cây ăn trái này. Mấy năm nay ông chuyên canh bưởi da xanh, một giống bưởi ngon và cho năng suất cao. Vào vườn bưởi nhà ông, chúng tôi đặc biệt ấn tượng bởi sự xum xuê, trĩu cành sai trái của nó. Chẳng cần giới tay, bạn cũng có thể hái trái một cách dễ dàng. Và khi len lỏi đi qua, bạn phải cúi thấp người nếu như không muốn trái bưởi to va vào đầu. Giữa không gian xanh mát, đón những cơn gió lộng thổi từ sông Tiền vào, ngã lưng trên chiếc võng đông đưa và thưởng thức vị ngọt lành của muối bưởi da xanh thì có lẽ không gì bằng. Bạn như được sống lại những giây phút tuổi thơ êm đềm, ngây ngất đắm hồn vào không gian yên ả, thanh bình của làng quê xưa. Bằng lòng đi em về với quê anh, một Cù Lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh qua trái đơm hương, thuyền anh qua sông dòng hò mênh mông. Tát mương bắt cá là công việc lao động quen thuộc có từ xa xưa, là nét sinh hoạt đời sống đặc trưng của cư dân vùng sông nước Tây Nam Bộ. Với cách bắt cá này, bạn không chỉ được sờ, nắm và bắt được những con cá đang cố ẩn mình dưới nước, mà còn trải qua nhiều cảm xúc thú vị khó tả khi bắt được những con cá đang vùi mình dưới lớp bùn lầy trong ao. Có lẽ ý định trở thành người nông dân chính hiệu của chúng tôi đã không thành. Sau hơn một giờ đánh dật dưới mương, thành quả của chúng tôi chỉ được vài ba chú cá lóc. Tuy mệt mà vui, và đây sẽ là một kỷ niệm khó quên của chúng tôi trong chuyến hành trình về miền Tứ Linh, nơi đậm đà nét văn hóa miệt vườn sông nước Nam Bộ. Quyến luyến chia tay Cồn Quy, chúng tôi như còn mang theo chút ngai ngái của mùa buồn non, cay cảm giác bị bõm của đôi chân lúng sình quậy đục ngầu ao cá. Cồn Phụng, điểm đến chúng tôi rất mong đợi trong chuyến hành trình khám phá Tứ Linh. Cồn Phụng còn có tên gọi khác là Tân Vinh, nổi giữa dòng sông Tiền như một ốc đảo xanh mời gọi du khách. Cồn Phụng là nơi có các hoạt động vui chơi giải trí phong phú và đa dạng nhất trong số 4 cồn ở miền Tứ Linh. Bạn sẽ được tham gia nhiều trò chơi đặc sắc, hấp dẫn và không kém phần giật gân như là đua dây qua sông, đua bóng nước hay là câu cá sấu. Đây quả thật là điểm đến thú vị cho gia đình, bạn bè vui chơi giải trí sau tuần làm việc căng thẳng, mệt nhọc. Sau khi tham gia những trò chơi tiêu tốn sức lực, giờ thì đã đến lúc mời bạn đến nạp thêm chút năng lượng từ các cơ sở sản xuất kẹo dừa nơi đây.
Kẹo dừa được xem là đặc sản, dung dị mà đầy tự hào của người dân Bến Tre, với hương thơm dịu ngọt, béo ngậy, hấp dẫn du khách. Các công đoạn làm ra kẹo dừa cũng khá công phu mà không phải ai cũng dễ dàng nắm bắt được bí quyết của nó. Dù trải qua nhiều thăng trầm, nhưng đến nay, người dân Cồn Phụng vẫn còn duy trì các nghề thủ công, truyền thống, chế tác từ dừa. Bên cạnh các cơ sở kẹo và bánh tráng dừa nổi tiếng, chúng ta không khó bắt gặp các cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu dừa trên đất Cù Lao này. Khéo léo, sáng tạo, những người thợ lành nghề nơi đây đã biến những khúc gỗ dừa du tri vô giá thành những vật dụng đa dạng, đẹp mắt và tinh tế. Đây là những món quà lưu niệm mà ai một lần ghé thăm cũng muốn mang về cho người thân, bạn bè. Đạo dừa hay còn gọi là Hòa Đồng Tôn Giáo là một giáo phái do tu sĩ Nguyễn Thành Nam sáng lập tại Bến Tre vào đầu thế kỷ 20. Chính vì vậy, nhiều người vẫn gọi Cồn Phụng là Cù Lao Đạo Dừa. Tuy đạo dừa không được công nhận là một tôn giáo do còn chứa đựng nhiều điều triết lý mơ hồ và lập dị, nhưng những công trình kiến trúc thờ tự của đạo giáo này ít nhiều để lại một dấu ấn khá sâu đậm đối với khách tham quan. Chẳng hạn như chiếc đỉnh ghép từ hàng ngàn mảnh sành sứ, được chạm khắc tỉ mỉ công phu, hay sân rồng với chín cột rồng uốn lượn sinh động, đẹp mắt, hoặc công trình kiến trúc tháp Hòa Bình, Cửu Trùng Đài. Nếu như đến vùng đất Tứ Linh, du khách có những giây phút trải nghiệm thú vị, được bơi xuồng len lách giữa những dòng kênh rạch, thì chúng tôi nghĩ cũng sẽ thú vị không kém khi bạn được tận hưởng cái cảm giác đông đưa và lắc lư trên đường làng cùng với những chiếc xe ngựa lọc cọc. Xe ngựa, còn gọi là xe thổ mộ, bắt đầu thịnh hành khắp Nam Kỳ lục tỉnh từ thời Pháp thuộc. Chẳng biết xe ngựa có mặt từ lúc nào trên vùng đất này, nhưng nó đã trở thành phương tiện di chuyển không thể thiếu bên cạnh các loại xe cơ giới hiện đại. Và nó đã làm nên nét chấm phá thú vị cho vùng đất Tứ Linh.